Kết quả của 7 xu hướng du lịch mới được công bố là dữ liệu của gần 28.000 du khách tại 33 quốc gia, vùng lãnh thổ kết hợp. Những người tham gia khảo sát đều là người trưởng thành, có kế hoạch đi công tác hoặc du lịch trong 12 đến 24 tháng. Đầu tiên là xu hướng du lịch để tìm ra bản ngã mới. Đây là việc tạo ra phiên bản hoành tráng của bản thân khi đi du lịch, giúp cho du khách cảm thấy hào hứng trong chuyến đi. Thứ hai là kỳ nghỉ mát, khi hậu trái đất đang nóng lên vì thế nhu cầu tìm kiếm các địa điểm du lịch nghỉ mát dự báo sẽ ngày một tăng lên thứ ba là buông bỏ sự kiểm soát du khách có xu hướng phiêu lưu ngẫu hứng bỏ qua những kỳ nghỉ được sắp đặt trước và tự mình khám phá vùng đất mới ít người biết cùng những người lạ thứ tư là nhà khám phá ẩm thực trải nghiệm du lịch địa bàn đưa du khách đến những hành trình ẩm thực cùng các câu chuyện hấp dẫn mang lại thêm niềm tự hào và thu nhập cho các cộng đồng trên toàn cầu Thứ năm là nghỉ dưỡng chữa lành. Trước những biến động không ngừng diễn ra ở nhiều nơi, du khách sẽ hướng tới những chuyến du lịch giúp họ phát triển bản thân, tìm về cuộc sống mà họ mong muốn. Thứ sáu là tối ưu ngân sách và ưu tiên du lịch sang trọng Du khách sẽ cắt giảm những thứ không cần thiết và dùng khoản tiết kiệm này để đổi lấy trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp như giới thượng lưu. Và cuối cùng là kỳ nghỉ giàu cảm xúc và thẩm mỹ, cơ sở lưu trữ mang kiến trúc độc đáo, tính thẩm mỹ cao nhưng vẫn giải quyết được thách thức đối với môi trường và xã hội phòng nghỉ được thiết kế với không gian xanh và cây có mô phỏng cảnh vật bên ngoài như thiên nhiên